chiều ngày 4 tháng 2, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông tử vong tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 3, nghi nhảy lầu. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh, sau đó phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động trong khuôn viên sân Ủy ban nhân dân phường 3, quận Tân Bình. Kiểm tra thì người này đã tử vong. Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có vụ việc người đàn ông tử vong tại khuôn viên sân trụ sở Ủy ban nhân dân phường 3. Hiện công an đang trích xuất camera để xác minh, làm rõ vụ việc.